trôm trôm. Bà con ta biết trôm trôm hết rồi phải không bà con? Bà con ơi, trôm trôm là nhiều nhất ở Long Khánh, trôm trôm tróc. À, nó còn tốt. Bởi vì trôm trôm là nó tốt mà ăn được, rẻ tiền. Nhưng mà có một số người thế này, nếu ăn trôm trôm vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Cho nên những người này là vui lòng đừng ăn trôm trôm bà con ơi. Những người không nên ăn trôm trôm là những người đang bị huyết áp, tiểu đường, đầy bụng, khó tiêu, nóng trong người, béo phì, nhiệt miệng, mụn nhọt, rôm, sảy, bà bầu. Là vui lòng không ăn trôm trôm nha bà con. Ăn trôm trôm vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Cho những người như vậy thì không nên ăn trôm trôm bà con ơi. Đó là những người bị huyết áp, tiểu đường, đầy bụng, khó tiêu, nóng trong người, béo phì, nhiệt miệng, mụn nhọt, rôm, sảy, bà bầu. Là không ăn trôm trôm. Ngoài ra trôm trôm nó tốt, và nó tốt vô cùng, nó tốt vô cùng cho sức khỏe nha bà con. Nhưng mà trái còn xanh thì chữa tiêu chảy, kiết lỵ. Là trôm trôm nhai 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 thì nó giảm đau đầu, hạ sốt. Nếu trái còn xanh thì nó chữa được bệnh tiêu chảy, kiết lỵ. Trôm trôm nhai 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 thì giảm đau, hạ sốt. Còn ngoài ra tiếp tục tốt cho sức khỏe là bởi vì xương. Nó tốt cho xương, nó tốt cho đái tháo đường, cân nặng, bền bỉ về sức khỏe, phòng ung thư, kháng khuẩn, sát trùng, cao cấp cứu, năng lượng. Nhưng mà khi ăn liền liền thì ta ăn 5 ngày, 1, 2, 3, 4, 5 thì phải nghỉ 1, 2, phải nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn tiếp. Nhưng một ngày là ăn không quá 10 trái, chứ không phải tốt ăn bao nhiêu cũng được bà con ha. Một ngày ăn không quá 10 trái, trôm trôm tróc và không tróc. Bà con chú ý, cho nó có hại nhiều chứ không có lợi bao nhiêu. Bà con chú ý bà con ơi, kênh chúng tôi có 4 video hàng ngày nói về đời sống và sức khỏe. Thì bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Chia sẻ mọi người để cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe bà con ơi. Bà con ơi, rồi đăng ký, vui lòng đăng ký và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi bà con nha. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.